chương không một ngô vệ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thần phù thế giới phong diệp trấn bên ngoài giả trư cốc ba năm hai nữ một cái thần phù sư tiểu đội ngay tại săn bắn cái này một cái thân cao vượt qua hai mét hình thể vượt qua bốn mét toàn thân trên dưới có màu vàng đất trên đỉnh đầu khắc lấy một cái phù văn thần bí giả trư vương nhanh 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 ngăn lại nó giả trư cốc có thể là hiếm thấy mới quét ra một cái giả trư vương đừng để nó chạy, cầm xuống nó nói không chừng có thể tuôn ra chất lượng tốt phẩm chất, phẩm chất phù văn đến. Cầm đầu cái kia trên người mặc đạo bào màu đỏ, cầm trong tay pháp trượng nữ hài rất là kích động chỉ huy chiến đấu. Nhìn ra được, bọn họ cái này một tiểu đội hẳn là rèn luyện thật lâu tiểu đội, lẫn nhau phối hợp còn tính là ăn ý, tại bọn hắn phối hợp phía dưới, cái này một cái tiểu bốt bị từng chút từng chút đẩy vào góc chết. Mắt thấy tiểu bốt liền bị cầm xuống, một cái kia nữ hài có chút nóng nảy muốn đi ra khoảng cách an toàn bên cạnh một người dáng dấp mập mạp để người rất có cảm giác an toàn nam hài tử giữ chặt nàng không muốn hiện tại còn chưa an toàn không có việc gì ta có thể làm được nữ hài khư khư cố chấp hất ra nam hài đi ra khoảng cách an toàn chuẩn bị cho cái kia giả trư vương một cái hỏa cầu một đợt mang đi kết quả vừa đi ra đi một cái địa thứ liền theo trên mặt đất xuất hiện mắt thấy nữ hài liền bị một đâm mang đi, đây là một cái thật thà thân ảnh đánh tới, đem nữ hài đẩy ra chính nó bị địa thứ đâm chết ngay tại chỗ. Thân ảnh kia bị xuyên thấu nháy mắt, mập mạp nam hài sắc mặt một trận tái nhật, bởi vì cái kia thật thà thân ảnh là hắn phù văn triệu hoán vật, nó chết rồi, xem như phù văn sư hắn tự nhiên là muốn đụng phải phản vệ. Mà sao phản vệ càng làm cho nam hài đau lòng, là cái kia chết đi triệu hoán vật, đây chính là hắn nuôi hai tháng triệu hoán vật, chết cơ bản liền phế bỏ. Duy nhất để nam hài có chút vui mừng là, nữ hài không có thụ thương, đồng thời cho ra cuối cùng cái kia một kích trí mạng. Oanh! Tại màu lửa đỏ hỏa cầu phía dưới, một con kia giả trư vương bị đánh nổ. Tử vong phù văn thú vật tuôn ra bốn cái điểm sáng tới. Hai cái trong suốt phổ thông phẩm chất điểm sáng, hai cái màu trắng chất lượng tốt phẩm chất điểm sáng. Rất hiển nhiên, cái này giả trư vương không những bạo, còn đại bạo, một hơi tuôn ra hai cái chất lượng tốt phẩm chất vật phẩm. Đáng giá. Ân, ừ, giờ khắc này, không vẹn vẹn nam hài là như thế nghĩ, hắn đồng đội cũng nghĩ như vậy. Như ông vỡ tổ toàn bộ sông lên đi nhìn bảo thứ gì. Một tấm phổ thông phẩm chất áo hoàng cân sĩ tốt triệu hoán phù, một tấm phổ thông giả trư nổ tiễn thần binh phù, còn có một tấm chất lượng tốt gai đất pháp thuộc phù, cùng với cái này chất lượng tốt, trư vương trái tim, tài liệu một cái bốt hai cái chất lượng tốt, không thể không nói hồng tỷ tay đỏ đến rất a. À. Đúng thế, cũng không nhìn một chút tỷ là ai. Bốn người, một người cầm một viên điểm sáng, đầy mặt tràn đầy bội thu vui sướng. Nam hài ráng chống đỡ tinh thần tới gần, muốn cùng đồng đội chia sẻ vui sướng à mà còn không có đợi Nam hài tới đây chứ, cái kia cô bé áo đỏ nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ, hơi trễ, nếu không mọi người xuống a, à, đại gia hỏa nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại thương lượng những vật này làm sao phân phối. Tốt. Mấy cái đồng đội gật đầu một cái, cũng không có hỏi Nam Hài tình huống bên này càng không có hỏi Nam Hài ý kiến gì đều xuống. Ngược lại là cái kia hồng tỷ ngừng lại, nhìn hướng Nam Hài. Suýt nữa quên mất, ngô vệ vừa mới ngươi triệu hoán ra thú vật chết đúng không? Vừa vặn tuôn ra tới một cái, cái này cho ngươi, ngươi cũng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi không muốn lại chơi đùa lung tung. Nói xong, đối phương liền cầm trong tay một cái kia phổ thông điểm sáng đưa cho Nam Hải, sau đó triệu hồi ra phù văn chi thư nhẹ nhàng điểm một cái rời đi phù văn thế giới. Thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ giả trư sơn cốc chỉ còn lại Nam Hải một người. Không khó coi ra, ngô vệ tại cái này một tiểu đội bên trong tình cảnh ít nhiều có chút xấu hổ. Đương nhiên, đây cũng là phù văn triệu hoán sư, hoặc là nói là cấp thấp phù văn triệu hoán sư tại đội ngũ bên trong trạng thái bình thường mặc dù cao cấp phù văn triệu hoán sư chính mình liền có thể so với một chi đội ngũ, nhưng cấp thấp phù văn triệu hoán sư vẫn là rất kéo hông. Đặc biệt là đối với ngô vệ loại này bản thứ nhất nguồn gốc phù văn là hoàng cân sĩ tốt của triệu hoán sư, tình cảnh liền càng thêm lúng túng, triệu hoán thú vật thực lực không ra thế nào, triệu hoán sư bản thân càng là không cần phải nói, cơ bản chẳng khác gì là vướng víu. Đội ngũ thêm một cái phù văn triệu hoán sư chẳng khác gì là năm người mang một chó, loại tình huống này phù văn triệu hoán sư tại đội ngũ bên trong tình cảnh liền không cần nói cũng biết. Bị đồng đội bài xích, ngô vệ bao nhiêu là có chút quể oải. Bất quá hắn rất nhanh liền vỗ vỗ mặt mình, để hắn giữ vững tinh thần đến. Không cần để ý, không cần để ý, cố gắng của ta cùng nỗ lực cũng là vì có khả năng thay đổi đến càng mạnh chính mình. Ngô vệ không phải thích phàn nàn người, hắn thấy, giải quyết loại vấn đề này chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là rời đi tiểu đội, hoặc là để đồng đội lau mắt mà nhìn. Lấy thực lực của hắn bây giờ rời đi tiểu đội là không có khả năng, cho nên hắn nhất định phải cố gắng. Tất nhiên trên thực lực không thể cho đồng đội trợ giúp, nhưng liền tại địa phương khác cố gắng, để hắn trở thành đội ngũ không thể thiếu người. Hiện tại mới 9 giờ, ta đem A Hoàng phục sinh, sau đó đem hoàn cảnh xung quanh thăm dò một chút lại xuống đi. Ngô Vệ nói xong, cầm trong tay cái kia một viên phổ thông điểm sáng bóp nát, răng rắc một tiếng một viên phù văn xuất hiện tại Ngô vệ trong tay. Ngô vệ nắm phù văn, đồng thời đem chính mình phù văn chi thư kêu gọi ra. Phù văn chi thư là tất cả thần phù sư tại 18 tuổi thời điểm tự động thức tỉnh sinh ra đồ vật, tác dụng của nó chủ yếu có hai cái, một cái là để thần phù sư khắc lục bản nguyên phù văn, một cái khác là đưa phù văn sư tiến vào thần phù thế giới. Ngô vệ mở ra phù văn chi thư, nói là sách, nhưng hiện nay chỉ có một trang. Một trang này bên trên còn khắc lục một cái phù văn, cùng ngô vệ trong tay cái này hoàng cân sĩ tốt phù văn rất tương tự, chính là càng thêm huyền ảo một chút. Kỳ thật hai cái phù văn là giống nhau, chỉ là ngô vệ phù văn chi thư bên trên phù văn là hắn bản nguyên phù văn, mà còn đã lên tới cấp 7, cho nên nhìn xem so trong tay cái này một viên phù văn huyền ảo hơn một chút. Ngô vệ cầm à hoàng cân sĩ tốt, phù văn, đưa nó dán tại chính mình bản nguyên phù văn bên trên giống ngô vệ dạng này phù văn triệu hoán sư, triệu hoán vật chết đi dưới tình huống có mấy loại biện pháp giải quyết, loại thứ nhất là tốn thời gian chờ nó chính mình phục sinh. Cái này cần thời gian tương đối dài, mà còn phục sinh về sau, thực lực sẽ hạ xuống cực kỳ lợi hại. Nguyên bản cấp 7 hoàng cân sĩ tốt khả năng chỉ có 2-3 cấp, thậm chí khả năng càng ít. Mà nếu như sử dụng giống nhau phù văn cho bản nguyên phù văn bổ sung năng lượng, vậy liền có thế cấp tốc phục sinh, mà còn thực lực giảm xuống cũng sẽ không quá lớn tối đa cũng liền một lượng cấp mà thôi theo hai cái hoàng cân sĩ tốt dáng tại một khối ngô vệ trong tay cái kia một viên trực tiếp thiêu hủy hóa thành một cổ năng lượng rót vào phù văn chi thư bên trong nháy mắt phù văn chi thư phù văn liền sáng lên bị phản vệ ngô vệ cảm giác tốt hơn rất nhiều đồng thời một nhóm như có như không chữ tại ngô vệ trước mặt nhảy ra đinh điều kiện một thỏa mãn đây là Ngô vệ trừng to mắt phải cẩn thận nhìn, nhưng cái kia chữ đã biến mất không thấy. Ngô vệ sững sờ, vô ý thức mở ra thuộc tính của mình trang bìa. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.